Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tất âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Xin mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào quý cô tu nữ, kính chào cô chú học viên trong room. Con xin tụng kinh Tam Bảo. Sakke kame cha rupe giri sikharata te chan tali khe vi ma ne ni pe ra te cha ga me taru anaga ha ne ge ha wa thom hi khe te phom ma cha jan tu de qua cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta Santi ke yang muni wara wajanang sa thawo me sunantu thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi ete vi so bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccacaraṇa sambandho sugato lokavido anuttaro buddhisa dhamma sāraṭhi sattāne vamanusānaṃ buddho bhagavā tināti me saraṇaṃ anyaṃ buddho me saraṇaṃ paraṃ etena sācca vācena hotu me Chaya mangalam uttamange na vande ham bada pang song varuttamang vothe yo khalito bro so vothu khamatutang mamam so khato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehi basiko oppanayiko pachatang ve Titappo venyo heti nati me saranam anyam dhammo me saranam kvaram etena sacca vacchena hotu me chaya mangalam uttamam gena vande aham dhamman janu vidham kvaram dhamme yo khalito doso dhammo khammatutam mamam Subhati banno bhagavato savaka sangho ujubhati banno bhagavato savaka sangho nyayapati banno bhagavato savaka sangho samichibhati banno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugan niyatha purisa bhogala esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakhinayo anchalikaraniyo anuttaram punyakhetam lokasatinathi me saranam anyam sangho me saranam varam etena sacca vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham Sanghan janu vidhattamam sanghe yo khalito doso sangho khamatutam mamam Vandami jetiyam sapam sapathane supatithitam saririkathatu mahabo
hình bồ tát rô bằng sa ca lăng sa đa sam bồ thề a tha vệ san gia đo đa san gia sa ha sa kê ban gia sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng đề sang hằng man gia sang khan cha đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vệ na hán tua sa pe o ba ta vệ ane can antaraya pe vệ na san tua se sa to sam bồ thề ban gia ban nha san gia gia tu vệ sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng đề sang hằng man gia sang khan cha đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vệ na hán tua sa pe o ba ta vệ ane ca antaraya pe vệ na san tua se sa to sam bồ thề na vô ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa kê vệ sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hằng te sang hằng man gia sang khan gia đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vệ na hán tua sa pe o ba ta vệ ane ca antaraya pi vệ na san tua se sa to sa pe pura ti ma ya ni sa ya sa ta a vệ ra sa khi hán tu sa pe pura ti ma ya anu ni sa ya sa ta a vệ ra sa khi hán tu sa pe đa khi na ya ni sa ya sa ta a vệ ra sa khi hán tu sa pe đa khi na ya anu ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khế hàn tu sa pe ba chi ma ya ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khế hàn tu sa pe ba chi ma ya anu ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khế hàn tu sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khế hàn tu sa pe o ta ra ya anu ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khế hàn tu sa pe o pa ri ma ya ni sa khi hàn tu sa pe hệ thi ma ya ni sa ya sa ta a vệ ra sơ khi hàn tu sa pe sa ta a vệ ra hàn tu sơ khi ta hàn tu ni đô kha hàn tu áp ya pa cha hàn tu ni kha hàn tu ni kha yu ka hàn tu ro ga hàn tu sam ba ti hi sa me chan tu sơ khi a ta nam bari ha ran tu do kha ba ta cha ni do kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka han tu sa pe mi ba ni no a ka sa tha cha phong ma tha ni wa na ga ma hi thi ka bon nhang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ka sa cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no ga ro a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no mô đan tu chi rang ra khan tu ba ni no a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa đa e đăng qua ta no bồn nhang a sa wa kha ya wa hằng ho tu a na ga te ca le sa thu sa thu sa thu sa thu. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham
Tamaya, Namo Sankhaya, xin chào cả lớp. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài chúng ta sẽ sửa bài tập số bài tập số 9. Rồi nếu mà còn thời gian thì chúng ta học luôn bài số 10. Nhưng mà tôi nghĩ chắc sửa bài tập vừa phần cơ bản vừa phần nâng cao việc cũng hết thời gian. Bây giờ mình sẽ đọc trước phần 5 kho bài tập cơ bản. Giờ sư đọc cho lớp nghe rồi sau đó mời lớp đọc. Câu số 1. Phu pa lô ra cho phu tác sắc 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 tăng phát thị toa a tí bí giác và xây tí. Câu số 2. Tí thắc thác ra cho phu mà rô chắc phá bí măng ta dù a tí quá thị toa ra cha năng các tổ ăn hồ xí. Câu số 4. Ra cho phu mà rô chẳng tác thác thị ác xê đắc mê toa anh nhá thắt thắt ta vô đề sẽ xí. Câu số 4. Xuất thô đá nã ra chá sát ra chá phút tô thắt thắt ta vô đề sẽ toa giá sô thá ra giá sát thình à quá hí. Câu số 5. Ra chá bá rít ta vô phí má hà chá nà phí ra chá khu mà rắc sát 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 tăng à chá ní toa thắt sát gá rung gá rô Garu Karinsu ra lệnh Phu Pa Lo ra cho Phu Tát Sát 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 Tăng Phát Thị Tòa A Thị Bi Yát Phát Sĩ Đi. Câu 2. Thị Tát Tha Ra Chá Phu Ma Rô Sát Phát Vi Măng Sa Yô A Thị Quát Thị Tòa Ra Chá Năng Khá Tô A Thổ Sĩ. Câu số 3. Ra Chá Phu Ma Rô Chân Đá Sát Thị A Sê Đá Mì Tòa anh nhã sát hạ ta vô đề sẽ trí. Câu số 4. Xuất hồ đá nã ra chát sát ra chấp phụ tò sát hạ ta vô đề sẽ tòa giác sô tha ra giác sát tình à quá trí. Câu số 5. Ra chát phá rít ta vô phí má hà chát nà phí ra chát phú mà rát sát 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 tàng à chà đi tòa tát sát ta rút ta rình xuống. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Cô một canh mời lớp đọc bài. Hôm nay thì lớp không biết có nhận thông báo được hay không là thấy lớp chuyên học tính chứ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Câu số 1. Dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Phu Ba Lô Ra Chá Bút Tát Xá Sá Tha Tăng Bá Sĩ Tòa A Tí Vi Giá Bá Sĩ Đí. Câu số 2. Sĩ Tháp Thá Ra Chá Cú Ma Rô Sáp Bá Vi Măng Sa Yô A Tí Vắc Tí Tòa Ra Chá Năng Cá Tô Á Hồ Sĩ. Câu số 3. Ra Chá Cú Ma Rô Chàm Đá Hát Chan đã hát thi Ase đã mê toa Anyasa Thapayo Đê Sê Sĩ. Câu số 4. Su Thô Đá Ná Ra Chá Sá Chá Sá Ra Chá Bút Tô Sá Thá Tà Yô Đê Sê Toa Yá Sô Thá Ra Chá Sát Thiên A Quá Hí. Câu số 5. Ra Chá Bá Rí Sá Yô Bí Má Hà Cha Na Bí Ra Chá Cú Ma Rát Xá Sát Tha Tăng Cha Ní Tòa Tát Xá Gá Rú Cá Ròn Tí. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Nhà bà sư con xin đọc ạ. Phu Pa Lô Ra Chá Bú Tát Xá Sát Tha Tăng Pa Sít Tòa Ati Viya Pasidi Sita Tara Chakumaro Sapa Vi
măng sa yo a tí quá tí tòa ra cha năng ca tô a hô xí ra cha cú ma rô a chan đá hát thi a xê đa mê tòa anh nhá sa thá ta yo đê xê xí. Câu số 4. Suttodana rajasa rajaputto sattha tayo desetva yasodaraya satthin awahi. Câu số 5. Raja parisayopi mahajana pi rajakumarasa satthatang ajanitva tassa garukarimsu. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Con xin đọc 5 câu dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất. Phu ba lô ra cha bút tá xá sát tháp băng bác sĩ tòa á tí quý giá bà sĩ đí. Câu số 2. Sĩ tháp thá ra cha cú ma rô sát phá quy măng sa yô á tí quá tí tòa Raja nang kato aho si. Câu số 3. Raja kumaro chanda hati ase dame toa anya satha tayo desi si. Câu số 4. Sutho dana raja sa raja butto satha tayo desi toa yasotha raya sapthin a wahi. Câu số 5. Raja parisayo pi mahajana pi raja kumarasa satha tang ajanitva tassa garu karinsu. Con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính đảnh lễ sư. Chào lớp, con xin đọc. Phu ba lô ra cha bút tát sa sa tha tăng bát si tòa a tí ví giá bát si đí si thát tha ra cha cú ma rô sát bát vi măng sa yô a tí vá tí tòa ra cha năng cá tô a hồ xí. Câu số 3. Ra cha cú ma rô chàn đá hát thí a xê đá mê tòa an nhá sa thá ta yô đê xê xí. Câu số 4. Sú thô đá ra na cha sa ra cha bút tô sa thá ta yô đê tòa đê sơ tòa giá sô thả ra giá sát thình áp vá hí. Câu số 5. Ra chá bá rí giá sô bí má hà chá nà bí ra chá cú mà rát xá sát thả tầng á chá ní tòa tá xá gá rú cá rí rìm sú Garu Karim Su. Dạ con xin hết ạ. Xin mã. Dạ thưa sư xin đọc. Dịch ba đề sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Phu ba lô ra trẻ bút tát xé xé thái tăng bác sĩ tòa á tí quý giá bác sĩ đí. Câu số 2. Chích đất thế ra trái của mơ rồ sắp bái quy măng xe dồ á tí quá tí tòa ra trái năng kế tô á hồ sĩ. Câu số 3. Ra trái của mơ rồ chân đá thất thi á xê đá mê tòa anh nhé xá thế ta dồ đề xịt xí. Câu số 4. Chút thù đen nè rê chết xé rê chết bút tù rê thế tây dù đê sư tòa giê sư thế rê giê
chát thiên a quá hí câu số năm ra chá bá rí xe dô bí mê hà trê nè bí ra chá cú mê rá xá xá thái tăng trê ní tòa tách xá gá rú gá rìm xú. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt. Phubalo ra ra chá bút tá xá xá tháp tăng bác sĩ tòa a à, tí quý quý giá bác sĩ đí. Câu số 2. Xí thấp thá ra chá cú ma rô sách ba quý măng sa vô tí qua tí tòa ra chá năng ca tô a hồ xí. Dạ câu số 3 là ra chá cú ma rô chanh đa há thi á xê đa mê tòa á nhân sa thá ta vô đê xê xí. Câu số 4. Sút thô đá na ra chá xá ra chá bút tô sát tha ta vô đề sê tòa và sô tha ra giá sắc xin á a ha a hoạt khí ra chá bà rí sa vô bí ma há cha ná chánh là bí ra chá cú ma rát xá há tăng chàn tòa tắc xá cá rú càng rìm xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời cô Phúc Hạnh cắt ly cắt lý chợ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Pupalo raja putta xá xá thá ra tăng bác sĩ bác sĩ tòa a tí ví giá bà sĩ đí. Câu thứ hai ạ. Sĩ tất thá ra chá của mà rồ sắp bá quỳ măng xa dồ a tí quá tí quà tít quà ra chá năng cá tô á hồ xí. Câu số ba. Ra chá của mà rồ chăn đá ha thi á xê đá mê tòa anh nhá sát thá tayo de se si. Câu số 4 ạ. Sutho dana raja giá xá raja puto sát thá tayo de se toa giá so thá ra giá sát thình awa hí. Câu số 5 ạ. Raja pari giá so pí ma ma ha chá na pí ra chá của mà rá xá sát thá tăng a cha nít tòa tá xá gá rú cá rìm xú. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Phu ba lô ra cha bút tát xa xa tha tầng bát xí tòa a tí quy ra ba xí đi xí thát tha ra cha cú mà rồ sắp ba quý măng xa rồ a ti của quần quát tít qua toa tít qua chá ra năng cá tô á hồ tí ra chá khu mà rồ càn đá hát thị át xê đa mết qua anh nhà sát tha thá ta ta rồ đệ sĩ đệ xê sĩ sút thổ đa nà
Nana Raja Rajatsa Raja Putto Satha Taro Đất Đề Xét Tòa Rát Sổ Thát Thát Rà Rà Sát Thình À Qua Hị Rà Chá Bi Bá Rí San Rồ Bi Má Hà Rà Chá Mà Bi Rà Chá Cung Mà Rát Sa Sát Tha Tăng À Chá Ni Tòa Tát Sa Gà Cú Cà Cà Rìm Chú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Đọc bằng kiểm tra. Dạ, có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, hết rồi ạ. Dạ thưa sư, mọi người đã đọc xong. Có mở khoai bài tập sẵn chưa? Ok, nó tại bữa nay Khánh bận rồi. Dạ rồi sư. Dạ, mở chưa? Dạ rồi. Mở lên thì bố chỉ để cho đánh sửa bài tập. Ai sửa không nào được sửa không? Trân ơi, cô làm câu số 1 với Trân. Dạ, cô cứ đánh chữ đi rồi sẽ copy. Cô đánh rồi đó, con thấy không? Trân thấy không? Cô đánh dạ, rồi. Dạ, để con copy qua câu số 1 ha. Đây, sửa con nào mình nói câu đó để người ta biết. Cô bảo làm số 2 đánh lên rồi Trân. Dạ. Dạ, yeah, thầy sư, con làm câu số B. Dạ, bạch sư, con xin làm câu số 5 ạ. Vậy thì thưa sư, con dịch câu số 4 ạ. Dạ cô cứ ghi, các cô cứ ghi lên. Dạ câu số 3 là có cô nào làm chưa ạ? Tiên làm xong rồi nè. Dạ. Trên ngựa mà đánh dấu cho đây nó bị thiếu thử. Chân sửa lời với chữ chế giùm chị nha. Dạ. Chế đánh dấu nó bị đi. Thank you.
Dạ còn câu 4 của cô Cúc với cô Bạch Cúc. À để cô đánh lên. Hay cô đọc đi con đánh luôn cho nhanh. Rồi, vậy thì con viết một cô đi. Sau khi biểu diễn các tài nghệ Hoàng Nam của vua Tịnh Phạn đã kết hôn cùng công chúa Yasodhara. Hoàng Nam, tài nghệ Hoàng Nam. Hoàng Nam của vua Tịnh Phạn đã kết hôn cùng công chúa Yasodhara. Cô cũng đánh lên rồi không? Rồi con xong rồi. Thưa con xong rồi sư. Dạ thưa sư, bài tập đó xong rồi sư. Alo, lớp nghe sư không? Dạ bây giờ mới nghe thưa sư. Tại nãy nó bị rớt mạng thì sao? Rồi giờ câu 1. Câu 1 thì phu ba lô ra cho phu tác phát sát phát tăng phát sĩ tòa tí vi áp phát sĩ đi. Đây thì người ta dịch bất biến quá khứ phân từ trước à, là sau khi thấy tài nghệ của Hoàng Nam à, sau khi thấy tài nghệ của Hoàng Nam, đức vua rất hài lòng. Đức vua tí vi giá là rất, phát sĩ đi là hài lòng à, vua rất hài lòng. Câu 2, Siddhartha Raja Kumaro Sapa Vimanta Yo Ati Vatitwa Raja Nang Kato Ahoshi. Ở đây thì người ta cũng dịch bất biến quá khứ phân từ trước, là sau khi vượt qua, sau khi vượt qua tất cả những thử thách, thái tử Siddhartha đã được cử lên làm vua. Chữ Raja Nang Kato Ahoshi ở đây là đã được cử lên làm vua. Rồi con số 3 đi cho con số 3. Con số 3, Raja Kumaro Chandahati Asse Tamitwa Anh nhã sát hạ ta vô đề xì xí. Ở đây người ta cũng dịch bất biến quá khứ phân từ trước, tức là sau khi chế ngự những con voi và ngựa dữ, con voi và ngựa dữ, thái tử đã biểu diễn những tài nghệ khác. Những biểu này dọc là mình. Rồi câu số 4. Cái chỗ này khỏi chấm. À đúng, không có chấm, nghĩa là không có chấm. Đó, nếu mà muốn phải thì phải còn không. Câu số 4, Sutho Dana Raja Sa Raja Putto Satata Yudhi Sitwa Yasho Thara Satting Awahi. Đây thì cũng dịch bất biến quá khứ phân từ trước, là sau khi biểu diễn các tài nghệ Hoàng Nam của vua Tịnh Phạn đã kết hôn cùng công chúa Yasodhara. Rồi được rồi. Câu số 5. Raja Parisa Yopi Mahachana Pi Raja Kumarasa Raja Kumarasa Raja Kumarasa
Karu karin sut. Ở đây thì người ta cũng dịch là bất biến quá khứ phân từ trước, là sau khi thấy tài nghệ của hoàng tử, cả quần thần lẫn đại chúng đều kính nể ngài. Sau khi biết chứ hả sao? Rồi bây giờ mình tự câu tiếng Việt. Dùng sửa câu tiếng Việt đi. Ai được sửa được câu nào thì sửa câu đó. Cô dịch câu số 2 nha Trân. Con viết giùm cô luôn nha Trân. Dạ, thưa sư, con dịch câu số 4. Dạ, bạch sư, con dịch câu số 5 ạ. Câu số 1 của Mai Dư Cáo. Cô đọc đi cô. Cô bảo. Chitta thá ra chá cú maro. Chá. Ra chá bút ta chá. Quý măng sa giá. Quê đá găng thăng. Đê xê sung. Dạ con dịch câu số 1 ạ. Con dịch ai nhỉ? Ai được câu nào mình sửa câu đó đi. Mình có thể viết lại trong chat để cho mọi người xem người ta không đi. Cô Hảo đăng ký câu số 1 á. Dạ.
Sau khi hãy xâm hoàng nam cũng không có nhà tôi nào đăng ký 7 nhà ngày thứ 7 sắp tác như nó sẽ biết được 7 ngày Hoàng hậu Maya đã chết cùng cả đời đời sống cùng những sứ tháp không có đâu dạ cô ba cô câu ba là cô nào sinh dịch đó hả cô hỏi chat rồi đó Ngọc Trân mà quên ghi số dạ rồi con dán rồi con copy rồi kể câu 3 là cô nào có sinh dịch chưa thần và dân chúng ra cha cú mà rắc xá sát tha tăng cô đọc thôi nha sát Ngọc Trân sát tha tăng dạ dạ bác sĩ toa đấy ông ta bác sĩ toa đã thấy
Asito a a tí quý giá Basatan Basito đã thấy tài nghệ. Thầy tử rất vui mừng. Basito a tí quý giá. À, tí quý giá bá mô điểm số. Bá mô điểm số. Rồi. Xong rồi. Dạ thưa sư xong rồi. Rồi chúng ta xem câu số 1. Bây giờ mình phân nó ra trước ha. Phân nó ra trước để mình cho nó dễ làm. Bây giờ sau khi học xong là một phần. Cả kinh điển Veda là hai phần. Thái tử sĩ là ta là ba phần. Đã từng đọc lại chúng, đã từng đọc lại là bốn phần, thì chúng là năm phần, mình là chữ năm. Giờ mình có tay thái tử thì đặt ta là số một, thái tử thì đặt ta là số một, số một thái tử được ta. Sau khi học xong tất cả kinh điển Việt Đà như vậy thì sau khi học xong là mình số ba. Máy đánh số không được hả? Sau khi học xong là số 3. Kinh điển Vệ Đà là số 2. Tất cả kinh điển Vệ Đà là số 2. Rồi đã từng đọc lại là số 4, số 5. Động từ số 5. Đúng là số 4. Rồi xem bạn sao biết có đúng vậy không ha. Dạ bạch sư, nếu mà vậy thì con xin sư cho con, cho con để chữ chích T, chữ T trước cái sa gia dí á. Cách sa dí là đúng rồi. Hai gì nữa? Dạ. Tại cái đọc lại chúng á, con thiếu, con thiếu cái túc từ chỗ đó. Dạ. À, thiếu cái chữ đó. Thì ở đây mình có là bây giờ nào thiếu mình thêm sao đi. Bây giờ Siddhartha Rajakumaro là thái tử số 1. Sau khi học xong là số 2, à, số 3. Tất cả kinh điển Việt Đà là số 2 đúng là à. Giờ đã từng đọc lại là số 5. Mình thiếu chữ chúng. À, chữ chúng ở đây là nam tính cho nên dùng là chữ T. Thêm chữ T vô. Ừ, rồi. Đó là câu số 1. Giờ câu số 2. Câu số 2 dùng tắt ra ha. Thái tử Tỳ Đạt Ta là một. Là một phần. Hòa là hai phần, các văn tự khác là ba phần, đã trình bày là bốn phần, kinh điển Vệ Đà là năm phần, tại cuộc thi là sáu phần. Giờ để thái tử Sĩ Đạt Ta là số một, hòa là số hai, các phần tử khác là số 3. Rồi đã trình bày là số 6. Có 6 phần thì đã trình bày là số 6. Kinh điển Vệ Đà là số 5. Tại cuộc thi là số 4.
À, bây giờ mình xem lại tên Thala có đúng vậy hay không ha. Siddhartha Rajakumaro là số 1. Giá là số 2. Này thầy chữ Rajaputta không được. Này phải là Rajakumara ha. Giữ cái chữ này lại. Rajakumara chắc. Rồi biểu diễn, số 6 là biểu diễn. Kinh điển Vệ Đà là số 5 tại cuộc thi Ví Văn Tài Giác. Rồi được rồi đó. Rồi câu số 3. Câu số 3 có là Vân Thành là một. Vân Thành là một, Hòa là hai, Dân Chúng là ba, Sau Khi Thấy là bốn, Tài Nghệ là năm, Của Thái Tử là sáu, Đà Rất là bảy, Vui Mừng là tám. Mình có 8 chữ. Bây giờ Vân Thần là số 1. Hòa là số 2. Dân Chúng là số 3. Suma. Sau Khi Thấy, Tài Nghệ của Thái Tử. Vậy Sau Khi Thấy là số 6. Tài Nghệ là số 5. Của Thái Tử là số 4. Rồi đâu rồi? Số 4 rất là số 7. Vui Mừng là số 8. Rồi mình xem anh ta biết là đúng thành thật ha. Raja Parisa, Vân Thần, Giác Hòa, Đại Chúng Mắt Hai Chất Ngu. Rồi Patikoa, Tathatang, thì Tathatang là chữ T chấm dưới. Raja Kumarasa. Rồi chữ Rất là số 7, Vui Mừng là số 8 ha. Có Mô Đi Xuất. Đúng rồi, Mô Đi Xuất. Tuy nhiên rồi câu số 4. Câu số 4, Thái Tử là 1. Soi người, đã soi người là hai. Chưa tắt trước rồi mới để tốt xong. Đã soi người là hai. Và đặt chân là ba. Cái chữ bím tóc hay là biếm tóc gì đó, từ trang từ điển thấy tử biếm tóc, làm tử mình nhớ từ đó làm sao? Tôi không thấy chữ bím. Dạ tóc. Chữ biếm đúng hơn á thưa sư. Biếm không? Dạ chữ biếm ạ. À. Vâng. Dạ chữ biếm á sư. Trở lại. Biếm tóc. Rồi. Biếm tóc. 1, 2, 3, 4. Rồi đạo sĩ là 5. Chúng em có 5 phần. Tắt thêm chữ của không sao không? Hả? Thêm chữ lên đó. Tắt hiện cũng được.
cắt bớt đi thì chuyện cũ nó đi sao biết người ta, ta làm đúng là được. Bây giờ là thái tử là số 1. Đạp chân là hai cái khác nhau, sao đạp mà chân túc từ sao? Đúng rồi, chữ đặt với chữ chân khác nữa chứ, chữ đặt với chữ chân chia ra nữa. Để có coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 chữ. Để soi người. À, rồi, soi người là số 2. Rồi chữ đạt là 6. Chữ chân là số 5. Lên bến tóc là số 4. Lên bến tóc là số 4. Đạo sĩ là số 3. Mình xem ý cần thằng biết có đúng hay không ha. Rajakumaro, cái chữ soi người này sau này sư sửa lại rồi, cho nên phải chữ chữ soi người mình dùng cái chữ bao quát tí toa được rồi ha, sửa chữ đó lại đi, bao quát tí toa. Đại bao quát tí được rồi, bao quát tí toa. Đặt chân chữ đặt có vô thấp về tí có vô chấm dưới. Thấp về chữ đặt chân lên bến tóc 55 tí của đạo sĩ tập phát sát sát. Rồi được rồi đó. Quát tí toa hoặc là bari quát tí toa cũng được. Đây có quát tí toa thì sẽ nó rộng. Rồi sau khi hạ sinh là 1. Sau khi hạ sinh là 1. Hoàng tử là 2. Hoàng hậu Mahamaya là 3. Đã văn hà là 4. Như vậy thì hoàng hậu Mahamaya là số 1. Sau khi hạ sinh là số 3. Hoàng tử là số 2. Băng hà là số 4. Rồi dẫn xem anh ta làm có đúng hay không. Mahamaya Rajaput Pancha Yitwa Marit. Đúng trong theo thứ tự mình đã phát. Rồi được rồi đó. Rồi chúng ta làm luôn phần bài tập nâng cao đi. Làm gì đâu. Trân ơi, cô làm câu số 1 nha Trân. Dịch Bali sang tiếng Việt. À. Trân kéo xuống câu số 1 đi tiên xin. Trân ơi, kéo cái bài tập này xuống câu số 1 đi xin. Dạ, dạ. Cái bài nãy bạch sư con xin làm số 5 ạ. Bài nãy kéo xuống chị coi cái này chụp người hãy quay này. Cái phần cơ bản hả chị?
cái bài vừa rồi mới dịch đó. Dịch tiếng Việt sang Bali đó, câu một thì coi lại. Nó không kịp. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Xong rồi lên 2, 3, 4. Kéo lên chút nữa, xét ngay luôn. Rồi. Rồi được rồi đi. Xong rồi. Anh giúp cô luôn Trang. Rồi ai sửa được câu nào mình sửa câu đó đi ha. À thái tử dạ. Cô Trang quyết giùm cô số 2. Thái tử sau khi tham dự cuộc thi đã chế ngự ngựa dữ. Và đánh bại các thái tử khác. Rồi còn câu 3, câu 4. Trân Trân sửa lại giùm con. Sau khi tham dự cuộc thi, thái tử đã chế ngự. Thì cũng được rồi, cô không sao đâu. Được hả con? À vậy không? Để còn câu 3, câu 4 là có cô nào đăng ký chưa? Cô Hảo dịch cô ba nha. Dạ.
Còn câu 4 có cô nào làm không? Mở lên rồi chưa? Rồi em thấy rồi chị. Cô Hảo làm câu 3 phải không cô Hảo? À đúng rồi, bị nó cứ bị cái gì đây mình đang mệt cái ghi không được. Bị lỗi là gì cô đọc lỡ đi rồi con. À rồi có. Nó bị cô ghi thiếu đó. Tức là sau khi Thái tử để bà Đạt Đa bắn rơi con thiên nga, Thái tử đã ôm về cung điện để chăm sóc, đã đưa về cung điện để đã ôm thiên nga về cung điện để chăm sóc. Về cung điện để chăm sóc hả? Đã ôm về cung điện, ôm nó về cung điện, đã đưa nó về cung điện. Sau khi Thái tử Đề Bà Đạt Đa bắn rơi thiên nga, Thái tử đã đưa nó về cung điện. Chứ không phải để chăm sóc, không có chữ để chăm sóc. Thái tử đã ôm thiên nga về cung điện hay không ha? Đã đưa thiên nga về cung điện. Đã ôm nó về cung điện. Để mang nó về cung điện. Dạ, đó là tiếng.
Xong rồi hả cô? Ừ. Câu gì được rồi ha, không thêm gì phải không cô ha? Có sai. Giết chết như mà rê tí là giết. Mà rê toa là giết. Sau khi để bà đặt đa giết. Vậy giờ để sư sửa ha. À, để sư sửa đi, tại vì cô không có nhớ lắm. À, rồi sau khi ôm chứ. Có Alingit Toa là sau khi ôm. Sau khi đề bà Bạc Đa giết thì nghe Thái tử sau khi ôm. Đã đưa nó về cung điện. Sau khi ôm thì nghe đã đưa về nó về cung điện. Thiên Nga và đưa nó về cung điện. Âm Thiên Nga và đưa nó về cung điện ha cô ha, vậy là chốt. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ thưa sư, đã xuống xong rồi sư. Rồi chúng ta xem bài sửa ha. Câu số 1, ha ma ya sát ta ni va se. Rajaput divasehi rajaput tangja yitwa maritwa tusitak phawang upachi. Sau khi hạ sinh thái tử 7 ngày, hoàng hậu Mahamaya đã băng hà và sinh lên cõi đầu xuất. Hay là thêm chữ bài chỗ này ha. Băng hà và sinh lên đúng không cô? Rồi. Còn số 2, Rajakumaro Vimansang Samagachitwa Chandasang Damitwa Anyat Rajakumari Parajiti. Thái tử sau khi tham dự cuộc thi đã chế ngự ngừa giữ và đánh bại các thái tử khác à, được rồi. Câu số 3, câu số 3 lên đi. Câu nào lên chứ? Rajakumaro Devadatta Rajakumarang Niwaritwa Hansang Alingitwa Pasadang Tang Aharit. Sau khi thái tử Đề Bà Đạt Đa đã bắn rơi căn con Thiên Nga, thái tử đã ôm Thiên Nga và đưa nó về vòng cung. Câu này dịch sai hết, có dịch kỳ vì không coi Bali sao mà. Sửa lại câu này. Chị có món tôi muốn lên hả Trần? Hết rồi chị. Câu số 3 này sửa lại nè. Sau khi ngăn hoàng tử Đề Bà Đạt Đa ngăn thái tử Đề Bà Đạt Đa cũng được. Ai hoàng tử đi, sửa hoàng tử đi. Nó khác với chữ thái tử. Thái tử
Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, Thái tử rồi Quan Đen, Thái tử Đã Ôn Quan Thiên Nga, ở dưới có Thái tử Đã Ôn Quan Thiên Nga và đưa nó về bằng cung, bỏ hết miếng nó đi vậy. Bỏ luôn cái chữ đó. Thái tử Đã Ôn Quan Thiên Nga và đưa nó về bằng cung, đưa hoặc là mang hả, mang nó về bằng cung, lấy chữ mang đi. Rồi con số 4 cho lên tí cho con số 4 Brahmana Pasadang Echitwa Rajakuma Raksat Namang Karitwa Yatariyutu. Sau khi đi đến hoàng cung, đi đến hoàng cung, các vị Bà La Môn đã đặt tên cho thái tử và thiên đó. Được rồi. Câu số 5. Cho xuống dưới luôn đi, cái câu số 5 nó cho xuống dưới cho nó qua bên đi có tiếng Việt. Câu số 5 cho nó xuống dưới vận chuyển cho kế nhau. Asita tapa so sutu dhamma rajasa rajaputang pasitwa asitwa rudi. Sau khi xem thái tử vua Tần Hoàng Atida đang cười và khóc, sau khi xem thái tử của vua Tần Hoàng đạo sĩ Atida, thêm chuyện đạo sĩ Atida, đã cười và khóc. Rồi được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sửa luôn 5 câu tiếng Việt đi. Ai sửa câu đó? Ai sửa được câu nào sửa câu đó? Cô sửa câu số 1 từ tiếng Việt ra Bali nha trời. Dạ. Bạch sư con sửa câu số 3. Căng viết cùng cô ha, cô đánh. Cô đánh đi, lát đánh chưa xong đánh để mọi người nói thôi. Còn câu 2, 4, 5. Cô sửa câu số 5. Dạ. Còn câu 2, câu 4. Còn câu 2, câu 4 có cô nào sửa không?
Cô Hảo sửa số 4 nha. Dạ. Cô Cúc lấy câu sao hả cô? Cô Cúc lấy câu sao hả cô? Chị Hoa, cho em hỏi chị hiểu rõ hay sao em quên rồi chị Hoa? Sau khi học hiểu rõ kinh điển về đề mà chữ. Thế nào? Hiểu rõ Vichcha. Sau khi hiểu rõ Vichcha ni toa.
rồi chị. Cái câu 2 có người làm rồi. Câu 2 có cô Vũ Thủy làm rồi nè chị. Dạ em làm câu 5 rồi, cứ để cho chị làm câu 2 đi chị. Mỗi người làm một câu, em làm câu 5 rồi, em câu 2 em cứ để lên đấy thôi ạ. Ừ, chị Tiên cứ làm câu 2 thêm đi. Câu 5 là cô Bảo phải không cô? Dạ. Cô Bảo đánh xong chưa? Dạ rồi. Cô Bảo chát chưa? Không có đánh được. Đang đánh cô đi. Cô đọc đi. Đọc đi cô. Maha, Bacha, Bati, Gotami, Gotamo. Go sao? Nama, Matucha. Gotami phải không hay Gotamo? Gotami, Nama, Matucha. Cho mà tốt chưa, mà tốt chưa hả? Rồi sao chữ nào nữa? Bắt tham má tốt chưa, má tốt chưa là giờ cờ rồi on. Là ghi mẫu má ha ba xà đê đà ba đà mê cô tâm đi em biết rồi, tại cô đọc má tức chô em mới hỏi cho cô muốn ghi chữ nào để cho cô biết đó. Má tức cha, má tức cha đúng không? Má tức chô đổi má cha. Bác tháng mau quay vô. Bố xí càng xí. Chí sát thá ra chá của mà rồ. Thôi khoan để cô coi lại. Cái chữ Mahapati phải là má Mahapacha Pati, còn thứ xíu chữ ba cha đó cho người Mahapacha Pati. Cô Bảo muốn đánh chữ gì? Cô Bảo đánh là Mahapacha Pati. Cô Hà nói cô Mahapacha Pati Pacha Pati mới đúng, mới là Mahapacha cha bánh tí. Dạ đúng rồi. Mahapacha
Bà cha đúng rồi. Bà tí đúng rồi. Gotamo đi con. Chisatha Kumaro Bosikan, con đổi ghi dùm cô ra sau lịch. Giờ cái từ Bosikan làm sao? Cô tiếp. Nhớ còn câu 4. Câu 4 Hoa sửa đi Hoa. Cô chuyển lên rồi đó. Cô chuyển đi. Dạ thưa sư xong rồi. 5 câu. Dạ thưa sư, 5 câu xong rồi. Cho xem mày sửa ha. Để xem khẩu trang kiếm nhiều mấy à. Để làm xong rồi nghỉ ha. Giờ làm nhanh tí ha. Sau khi nhìn thấy con thiên Nga Đề Bà Đạt Đa đã bắn nó bằng mũi tên. Bây giờ mình có là Đề Bà Đạt Đa là chủ từ, người ta biết là Đề Bà Đạt Đa Rajakumaro. Nhìn thấy con thiên Nga, sau khi nhìn thấy con thiên Nga thì Hăng Xăng Pasitua đã bắn nó bằng mũi tên. Vichy là bắn, chữ tăng là nó, Sarena là thứ ba, tức là bằng mũi tên. Rồi câu số 2. Sau khi học hiểu rõ kinh điển Veda, Thái tử đã tham dự cuộc thi tài nghệ. Giờ có chữ Thái tử là chủ từ Rajakumaro. Thái tử hiểu rõ kinh điển sau khi học hiểu rõ kinh điển Veda, như vậy không được. Sau khi học trước. Copy chữ Ugan Hitoa này đem lên đây. Để trước sau cái chữ Rajakumaro. Để đó. Rồi hiểu rõ Vichanitoa ha. Sửa cái động từ này Vichanitoa. Hiểu rõ kinh điển Veda. Đi qua đây người ta chỉ để là kinh điển Vệ Đà thôi, cho nên bỏ chữ sắp phát đi. Cái chữ Vệ Đà Ganh Thê này thì cũng có thể chấp nhận được, hoặc là Vệ Đà Ganh Thăng, có thể sử dụng số ít số nhiều gì thì cũng có thể chấp nhận được. Rồi đã tham dự cuộc thi Sama cái chi số này số ít mà. Số ít thì Sama cái chí là đủ rồi. Còn in số là số nhiều, cho nên động từ này viết chỉ là không đúng. Sama cái chí tham dự cái gì đó thì nó chỉ là đối cách thôi. Ở đây ví dụ Sata Yô là số nhiều rồi. Sata Tăng là đủ. Sata Tăng rồi tham dự cuộc thi. Rồi câu số 3.
Đức vua Tịnh Phạn sau khi thấy đạo sĩ A Tư Đà đã đi đến và đảnh lễ ông ta. Sư Phụ đã nô nam á phu pa lô. Đức vua Tịnh Phạn ha. Sau khi thấy đạo sĩ A Tư Đà thì A Sĩ Tá Ta Pát. Cái này phải chia, mình biết vậy là biết nguyên mẫu rồi. Ta Pát Sát. Giờ thấy cái gì đó thì cái đó là cách thứ mấy? Dạ, cách 6 thôi. Thấy cái gì đó thì cái đó là cách thứ hai ha? Là túc từ. Túc từ của bất biến quá khứ phân từ. A Sĩ Tá Ta Pát Sang. Thấy đạo sĩ A Tư Đà đã đi đến ở đây là cái chi toa ha. Cái chi toa chữ hòa ở đây người ta dịch thêm thôi chứ không có tài chi chát, bỏ chi chát đi. Rồi quanh đi là đảnh lễ. Rồi xong câu số 3. Rồi thêm chữ tăng ở đây. Đảnh lễ ông ta. Rồi. Câu số 4. Đề Bà Đạt Đa sau khi bắn những con thú khác đã đánh đập và giết hại chúng. Cái này cái gì chết? Biết không có chia gì hết trơn. Biết này biết chặn từ vực không? Dạ, dạ, con xin lỗi. Dạ. Đề Bà Đạt Tô. Dạ. Đề Bà Đạt Đề Bà Đạt Đa thì Đề Bà Đạt Tô. Dạ. Sau khi bắn quý chi toa những con thú khác, biết ghép lại đi cái này anh nhá, mi gác ghép lại anh nhá, mi ghê được rồi anh nhá, mi ghê những con thú khác đã đánh đập và giết hại chúng. Đã đánh đập và giết hại chúng. Vì cái này sửa cho nó thành bất biến quá khứ phân từ luôn đi. Maharitwa. Mari. Để thì chữ T vào bên kia này, bỏ chi chát này đi để chỗ chi chát này. Cái động từ Marie này là chết nên mình phải để là Marie chết mới được. Marie chết thành Marie chết ha, động từ là giết chết. Marie chết. Rồi câu số 5. Di mẫu Mahabasa Bande Gautami là người đã nuôi dưỡng thái tử Tỷ Đạt Pa từ thuở ông thơ. Mahapachapati Gautami. Này Gautami chứ đâu phải Gautamo. Gautami Namah Matucha Matucha ông Hamasa Bade Gautami là người nuôi dưỡng. Ở đây mình thấy là cái chữ mình xài động từ hô tí thì ở đây nó phải sử dụng là chữ ở chủ cách mới được, ở chủ cách và nó phải đồng tính đồng số với chủ từ. Thì ở đây mình có chủ từ là Matucha thì ở đây nó phải là Posika thì mới được. Chữ hô tí này thì mình có thể sử dụng ở hiện tại hoặc là quá khứ thì cũng được, nhưng mà cái này thì nó phải đồng tính đồng cách đồng số. Người nuôi dưỡng
nuôi dưỡng ai đó thì cái đó nó là đối khách. À, cho nên chữ Siddhartha Rajakumaran chứ không phải là Rajakumaro. Ở đây từ thời Âu thơ thì Pathama Vajato phải Vajato mới được, coi quay vô là nó ở chủ khách rồi. Vajato rồi, đó là năm câu bài tập từ tiếng Việt sang Tam Ly. Phần này thì lớp thằng Lâm sai quá nhiều, về coi lại bài sửa. À, xem lại bài sửa để điều chỉnh lại cho đúng. Rồi xin mời lớp nghỉ đi. Dạ. Buổi học kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên ạ. Dạ, xin mời cô Phúc Hạnh. Dạ, hình như cô Phúc Hạnh là đi ra ngoài rồi. Trân đọc luôn đi Trân. Dạ. Ai đọc luôn đi, cái này mất thì... Dạ, có sư thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên ạ. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhân no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa năng. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhân no anumodan tu chi rang ra khan tu no garu. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhân no anumodan tu chi rang ra khan tu nha ta yo. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhân no anumodan tu chi rang ra khan tu pa ni no. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhân no anumodan tu chi rang ra khan tu no sa da idam watano bun nhân asawa kaya wa hang hon tu anagate kale. Sa thú, sa thú lần hai. Dạ, con kính tri ân sư hôm buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Chúc lớp học nhiều sức khỏe. Xin nghỉ ngơi. Con kính tri ân sư ạ. Tri ân sư buổi học hôm nay, chào ông Trân. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon.